Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách mà mình khinh cái vai nặng này lên nha. Nếu như mà ở dưới mình làm một cái angle như vậy mà cái vai của bạn á nó cách mặt đất như vậy nè, thì làm sao để mà mình khinh, làm sao cho nó khỏe với mình ha. Đầu tiên mình cần hai cái cho shop, đúng không, để cho nó parallel với là cái bàn của mình nè. Sau đó mình còn một cái này nữa các bạn, cái hình trụ tròn như vậy nè, cái ống tròn như vậy nè, để mình có thể lăn được đó. Thì khi mà các bạn khinh cái vai rất là nặng, cái vai gần 25 kg rồi, thì những cái người mà tay chân yếu tay mềm nè, rồi không có đủ sức hoặc là lùn nhỏ con, làm sao để mà điều chỉnh được cái vai đó. Thì đây là những cái mà mình muốn chỉ cho các bạn ha. Thì đầu tiên á, các bạn khinh cái vai lên mình sẽ có ba điểm. Một là các bạn để trên bàn, sau bạn mua cái vai lại gần cái bàn tiện của mình nè, xong rồi các bạn hất một cái lên cái vai để mà mình giữ cái trên cái bàn, rồi sau đó đó mình sẽ để trên cái miếng tròn như vậy, cái ống tròn như vậy, xong bắt đầu mình lăn, mình đẩy được, mình điều chỉnh được cái vai như của mình. Sau đó đó, tại vì mình biết cái vai của mình á đã được hỗ trợ bằng cái này rồi, nằm trên cái này, và thêm một cái miếng cho nữa, rồi các bạn cần phải có một cái miếng stop vô, cái miếng để mà ngừng cái vai để không cho nó mua á, các bạn phải cho nó dựa vô, một ví dụ cho nó dựa vô ở đây đó, rồi các bạn siết một con ốc ở đây cho nó chặt, các bạn siết cái con ốc mà nó dựa cho nó chặt, thì cái đó là cái cách để mà mình có thể mà kiểm soát cái vai á, trên một cái mặt phẳng như vậy, tại cái vai nó nặng lắm, các bạn không thể nào mà điều chỉnh nó bằng sức được, nếu không á các bạn sẽ bị đau lưng đó. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Rồi khi mà các bạn check cái vai thẳng như dưới cái mức angle này, một cái đường line thẳng như này nè, thì khi các bạn không thể nào mà gõ hai bên này được, các bạn phải gõ từ dưới này nè, đó, để chi, để mình có điểm bên này bằng điểm bên này là mình biết cái vai nó thẳng rồi đó. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của mình ha. Ok, thì hẹn gặp các bạn lần sau.